Sáng 16 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị Buôn Bản Ba Đồn Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thanh 1990, trú tại Buôn Bản Quảng Lộc, thị Buôn Bản Ba Đồn, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, Công an thị Buôn Bản Ba Đồn cũng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Văn Thanh để đáp ứng công tác điều tra hành vi nói trên. Theo cơ quan công an, thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động ngành nghề quản sở doanh có điều khiếu nại về bình yên trật tự của thị Buôn Bản, khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 10, tổ công tác công an thị Buôn Bản Ba Đồn phát hiện, bắt quả tang Thanh cùng một thiếu phụ tại quán karaoke Miền Cát Trắng thuộc tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long, thị Buôn Bản Ba Đồn có bột lậu ngờ vực hoạt động mua bán dâm. Qua làm việc với công an, thiếu phụ tên Phường Tờ Hờ 2003 khai nhận trước đó được Thanh rủ đi nhậu, sau đó dẫn về phòng hát karaoke và thực hiện hành vi dùng vũ lực để hiếp dâm. Từ thông tin này, lực lượng cảnh sát điều tra hình sự công an thị Buôn Bản Ba Đồn khẩn trương điều tra, xác minh nguồn chứng cứ. Tại cơ quan công an, Thanh đã khai nhận hành vi tội giả của mình.